Đức số 9 nè. Và chúng ta cùng nghe cho Mickey nói nè. Huấn luyện viên tại vì anh đẹp trai nè, có vợ đẹp nè. Đáp án cuối cùng 13 triệu đồng. Đại Nghĩa xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Bức Tường Bí Ẩn. Thưa quý vị khán giả, đây là một game show rất là vui nhộn mà những người chơi khi đến với chương trình sẽ có cơ hội được trò chuyện, được giao lưu, làm quen với những người nghệ sĩ mà họ yêu mến. Và bên cạnh đó sẽ còn là những kiến thức bổ ích khi chúng ta đến với những câu hỏi của chương trình. Và cái điều quan trọng nhất, hấp dẫn nhất là giải thưởng vô cùng giá trị. Và bây giờ hãy cùng gặp gỡ với những người đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào tất cả các bạn, toàn là trai xinh gái đẹp cả thôi. Các bạn hãy tự giới thiệu về mình đi nào. Vâng, xin chào Đại Nghĩa và toàn thể quý vị khán giả. Nhóm em tên là The Zoo. Sở thú hả? Dạ, sở thú. Sao lấy cái tên mà nghe nó ngộ nghĩnh quá vậy? Dạ, lý do mà nhóm em tên là The Zoo là bởi vì á, biệt danh của ba bạn chơi trong nhóm đều là những con vật có ở trong sở thú. Và em xin giới thiệu với anh Đại Nghĩa và các bạn, thì em là đội trưởng. Và lý do mà em trở thành đội trưởng của ngày hôm nay thì em đã phải trải qua những cái phần thi rất rất là gay co và hấp dẫn, đó chính là nhóm em phải thử xem ai nói chữ The Zoo mà có đôi môi mà gọi là cong cớn mà quyến rũ nhất đó sẽ được làm đội trưởng, và em là người chiến thắng đó. Ủa sao cái tiêu chí chọn đội trưởng cái đội này nó kỳ cục, nó lạ lùng ghê nha. Yeah. Thôi bây giờ giờ coi như mình xem lại cái, cho tôi muốn xem lại cái cuộc thi của các bạn để mình chọn đội trưởng đi. Trước tiên bạn Vinh đúng không? Yeah. Vinh thử nói chữ The Zoo coi. The Zoo. Thế còn bạn Trinh? Dạ, The Zoo. Còn Châu? The Zoo. Đúng là bạn được bình chọn làm đội trưởng là chính xác, bởi vì cái chữ The Zoo của bạn đó nó quyến rũ lắm, nó gợi cảm ghê lắm. Thế còn gì, có điều gì đặc biệt ở đội của chúng ta nữa nè? Em xin giới thiệu cô gái đứng cạnh bên em là cô gái cũng tạm cho là xinh và có chiều cao khủng nhất nhóm, và cô ấy tên là Gấu. Con thú đầu tiên trong nhóm, nhỏ nhất mà lấy cái tên là bự nhất vậy đó. Dạ. Và Gấu tên thật là Ngọc Trinh, hiện nay Ngọc Trinh đang là nhân viên chăm sóc khách hàng ạ. Vâng, và em xin được giới thiệu một bạn nam đẹp trai nhất nhóm, cao to nhất nhóm đứng bên cạnh em. Đây là bạn Thành Vinh, và nghề nghiệp hiện tại của bạn là nhân viên kinh doanh. Và biệt danh của Vinh trong nhóm cũng là một con thú, đó chính là biệt danh của bạn là heo mọi, bởi vì bạn rất là mập và cũng rất là đen. Vinh xin giới thiệu nhóm trưởng của nhóm The Zoo là bạn Minh Châu. Bạn Minh Châu có đặc điểm là đẹp thì cũng có đẹp đó, nhưng mà mắt hơi, nó hơi bự so với quy định. Thế còn bạn là cái con gì trong nhóm? Đây là con Gấu nè, con heo mọi nè, bạn là con gì? Bạn mắt to vậy nên nhóm chúng em đã đặt cho bạn là khỉ mắt lòi. Trời ơi, sao mà xúc phạm nhan sắc nhau quá vậy không biết nè. Như vậy là bạn là khỉ mắt lòi nè, bạn Gấu và bạn heo mọi đến từ đội The Zoo. Thưa quý vị, và đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, ngoài cái sở thú dễ thương này ra còn có thêm 12 người nghệ sĩ cũng rất là đáng yêu. Chúng ta hãy cùng nhìn xem họ là những ai nha. Xin mời. Chúng ta thấy có ca sĩ Phùng Ngọc Huy, ca sĩ Hoàng Bách, người mẫu diễn viên Phi Thanh Vân, diễn viên Lý Hùng, diễn viên Hạnh Thúy, diễn viên Bình Minh, ca sĩ Hoàng Rapper, ca sĩ Mia, nghệ sĩ hài Trung Dân, nghệ sĩ Ngân Quỳnh, diễn viên Quốc Cường, đạo diễn, diễn viên Khoa Nam.
Đó là 12 nghệ sĩ sẽ đến tham dự chương trình ngày hôm nay cùng với nhóm The Zoo. Và chúng ta cùng chờ xem hôm nay có điều gì bí mật đằng sau bức tường của chúng ta. Còn bây giờ, xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta cùng đến với vòng 1 của chương trình Bức Tường Bí Ẩn. Của chương trình Bức Tường Bí Ẩn. Và ở vòng thi này thì chúng tôi có một câu hỏi và dành cho người chơi cả câu trả lời luôn. Nhưng mà 12 nghệ sĩ của chúng ta thì sẽ phải trả lời cho được câu hỏi này. Còn những người chơi của chúng ta có nhiệm vụ là sẽ tìm đoán xem nghệ sĩ nào là nghệ sĩ có câu trả lời chính xác. Và nếu như người chơi của chúng ta làm được điều đó thì mỗi thành viên sẽ có thể mang về cho đội của mình giải thưởng là 3 triệu đồng. Và bây giờ hãy cùng gặp gỡ với thành viên đầu tiên của đội The Zoo. Xin mời đội trưởng Khỉ Mắc Lồi. Nào, chào đứng đây nha. Bây giờ mình là đội trưởng, mình là khai phát súng đầu tiên. Dạ. Mình phải cố gắng làm sao để cho mang về đội của mình cái điểm thưởng đầu tiên là 3 triệu đồng. Cái mở màn nó thuận lợi, nó tốt đẹp thì những người bạn đi sau mới dễ dàng thành công hơn nha. Dạ, tất nhiên ạ. Câu hỏi dành cho bạn là: bánh mè láo là đặc sản của tỉnh nào ở nước ta? Bạn có nghe qua về cái bánh này chưa? Dạ chưa ạ. Bánh mè láo mà chưa nghe. Dạ tại vì em không có ăn ngọt. Em ăn trái cây không à Khỉ mà anh. Dạ. Thành ra là không có biết bánh mè láo đúng không? Dạ. Và câu trả lời của chương trình đó là Sóc Trăng. Bánh mè láo có thể xem như là một món đặc sản của tỉnh Sóc Trăng. Và người Sóc Trăng thường ăn cái bánh mè láo này vào cái dịp lễ Tết. Chúng ta cùng xem 4 nghệ sĩ nào sẽ tham gia trả lời câu hỏi này. Đó là ca sĩ Hoàng Bách, ca sĩ Hoàng Rapper, ca sĩ Mia và nghệ sĩ Trung Dân. Trong số 4 nghệ sĩ này thì có 3 người là trả lời đúng và 1 người trả lời sai. Bây giờ Châu hãy tìm ra một người trả lời đúng. À, bánh mè láo là của tỉnh Sóc Trăng, vậy em sẽ chọn một người ở phía miền Nam. Chú Trung Dân nhìn em cười rất là sảng khoái, thôi em xin chọn chú Trung Dân ạ. Xin mời anh Trung Dân. À, bánh bía nè, cái ngon là sản phẩm văn hóa của người Khmer. Còn một sản phẩm nữa, nó cũng là ẩm thực, nhưng ít có người biết đến. Đó là bánh mè láo. Thì tôi hỏi ngược lại nè, đó là đặc sản của tỉnh nào? Em nói không biết lắm à. Biết không? Không biết thì tôi trả lời, đó là Sóc Trăng. Chính xác. Hồi hộp quá, hồi hộp quá. Thấy anh Trung Dân ảnh làm căng thẳng quá. Mình chỉ sợ là lỡ như anh không nói Sóc Trăng mà anh nói qua Sóc Bâm Bo hay là cái gì là mệt lắm luôn ơi. Và một lần Mia đi diễn ở một cái tỉnh và Mia có được một bạn fan hâm mộ đến tặng cho mình cái bánh. Thì Mia hỏi: ô, đây là bánh gì vậy? Thì bạn nói là bánh mè láo. Ăn vào thử thì mè trời thơm lắm, xong rồi bánh rất là ngọt và đặc biệt ngọt là chỉ có ở Sóc Trăng thôi. Nha, chốt kết quả là tỉnh Sóc Trăng. Mè láo ở đâu sản xuất mè ta? Bánh này chắc chắn là phải có mè rồi mà tại sao có chữ láo? Lào lào láo lào lào đó, mè lào lào cai nhưng mà đọc lớ lên mè láo cai. Lào cai là đáp án cuối cùng của Hà Nội Bơ. Xin chúc mừng Châu đã có sự lựa chọn đúng. Và bạn hãy nhìn xem điểm số dành cho đội của bạn đã được cộng vô 3 triệu đồng. Chúc mừng, mời bạn trở về vị trí của mình. Cô đội trưởng, cô Khỉ Mắc Lồi xinh đẹp của chúng ta đã có một cái phát pháo mở màn khá là thành công. Hãy cùng chào đón thành viên thứ hai bạn Gấu. Gấu này chắc gấu con quá. Dạ đúng rồi anh. Và bây giờ thì sẽ đến với câu hỏi dành cho Trinh nha. Dạ. Hãng xe hơi nào đang sử dụng logo là hình một con báo đốm? Một con báo đốm. Đây là một cái nhãn hiệu rất là nổi tiếng. Hai bạn biết không? Dạ không có điều kiện, không có đi xe hơi. Cái này là chung mà nguyên nhóm là nhà không có điều kiện chung rồi. Ở vòng 1 thì chúng tôi cũng không làm khó người chơi, sẽ không bắt buộc các bạn phải đưa ra câu trả lời chính xác. Vì vậy chúng tôi sẽ cho các bạn biết câu trả lời là gì. Jaguar. Cái tên này lạ quá, lần đầu tiên em nghe cái tên Jaguar luôn ạ. Đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới. Nếu như chúng ta đi ngoài đường, chúng ta để ý một chút xíu thì chúng ta sẽ thấy không nhiều đâu, bởi vì đây là một cái dạng xe cũng thuộc loại xe sang.
ha. Thành ra không có nhiều người sử dụng cái loại xe này, đặc biệt là trong thành phố của chúng ta, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy ha. Và chúng ta cùng xem những người nghệ sĩ của chúng ta trả lời câu hỏi này như thế nào nha. Có ca sĩ Phùng Ngọc Huy, diễn viên Hạnh Thúy, nghệ sĩ Ngân Quỳnh và người mẫu diễn viên Phi Thanh Vân cùng tham gia trả lời câu hỏi. Và có 3 người trả lời đúng, 1 người trả lời sai. Bạn chọn ai là người trả lời đúng nào? Em xin được chọn chị Phi Thanh Vân ạ. Không biết sao mà mỗi lần mà có người chơi nào chọn Phi Thanh Vân là khán giả lại cổ vũ nồng nhiệt đến như vậy. Có lẽ là cái cô bạn này ngoài cái sự là nổi tiếng ra, xinh xắn ra, thì cái phong cách của cổ đó cũng rất là dễ thương, rất là lạ. Xin mời Phi Thanh Vân trả lời câu hỏi. Cách tình yêu của Vân ơi, Vân là một tín đồ của xe hơi. Vân nhớ lại chiếc xe hơi đầu tiên Vân mua trong cuộc đời của mình, đó năm Vân 21 tuổi. Và Vân rất là mê các thương hiệu xe hơi, thậm chí là lên trên mạng để xem về những chiếc xe. Và trong những chiếc xe đó thì Vân rất là thích một chiếc xe cực kỳ sang, cực kỳ dễ thương, với hình logo là một con báo. Một con báo. À, đúng rồi, đó là logo của hãng xe Sequoia. Yeah! Bạn thấy Phi Thanh Vân trả lời có dễ thương không? Dạ quá dễ thương luôn ạ. Đặc biệt là mang về số tiền cho em là em rất là thấy rất là dễ thương rồi. Và chúng ta cùng xem thêm một người nghệ sĩ nữa nha. Dạ. Xe hơi Mercedes, cái logo cũng rõ ràng mình đã biết rồi nè. PM Đức Đồng cũng biết rồi nè, thấy không? Nhưng mà riêng cái chiếc xe này mình đã thấy một lần rồi, thấy cái logo là hình con báo đốm, nhưng mà mình lướt qua thôi, không có nhìn thấy rõ cái hiệu của nó là hiệu gì đấy ta? Chẳng lẽ là Puma? Puma là hiệu của cô Vân thời trang thể thao mà. À, đoán vậy chắc chắn Puma Car, đó là đáp án của mình. Puma, chắc chỉ lộn nhãn hiệu thời trang thể thao qua nhãn hiệu xe hơi rồi. Xin chúc mừng bạn Trinh, bạn đã mang về cho đội của mình được 3 triệu đồng. Hai thành viên nữ đã rất thành công, cô khỉ mắt lồi cũng thành công nè, rồi cô gấu cũng thành công nè, còn riêng con heo mọi như thế nào đây? Xin mời thành viên cuối cùng, bạn Vinh. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi dành cho Vinh. Có bao nhiêu con vật được nhắc đến trong bài hát Hành Trình Trên Đất Phù Sa của Thanh Sơn? Bài này thì em đã nghe qua nhưng mà em không có nhớ rõ lắm. Chim tung bay hót vang trong bình minh. Đó là con chim rồi đó. Hát thử xem. Em không thuộc anh ơi. Hình như Châu thuộc kìa, Châu có thể hát cho bạn mình nghe thử không? Hát đi mình đếm xem có bao nhiêu con vật trong cái bài hát này. Dạ. Chim tung bay ốm trên sông bình minh, ai cũng ngoài vùng đơn áo phong chương hành trình về miền Tây, đồng lúa mênh mông xuôi về Gò Công Phù Sa. Miếng đời hát ru na na. Dạ em. Ủa rồi tôi chưa nghe ra cái con nào hết trơn, mới con chim một à? Một con. Mới có một con chim mà hả? Theo bạn đội trưởng của Vinh á thì cho rằng là chỉ có một con rồi đúng không? Dạ, thì nhưng mà em đoán là chắc là hai con. À, Vinh đoán là hai con. Thử xem đáp án của chúng ta là mấy con? Hai con, đó là con chim và con trâu. Những người nghệ sĩ của chúng ta thì là những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc có, điện ảnh và truyền hình có. Chính vì thế, những cái bài hát này không phải là quá xa lạ với họ, nhưng mà không phải lúc nào họ cũng có thể nhớ thuộc lời bài hát giống như bạn. Dạ. Để mà đếm xem có bao nhiêu con vật trong bài hát này. Hãy xem họ trả lời như thế nào. Diễn viên Lý Hùng, diễn viên Quốc Cường, diễn viên Bình Minh và diễn viên Khoa Nam sẽ tham gia trả lời câu hỏi 4 quý ông thành đạt. Bạn nghĩ rằng quý ông nào sẽ là người trả lời đúng đây? Em nghĩ là anh Bình Minh. Dạ. Bình Minh. Bạn đã cho rằng Bình Minh là người đưa ra câu trả lời chính xác. Và Bình Minh sẽ trả lời câu hỏi này cho chúng ta biết sau ít phút nữa. Chúng ta đã quay trở lại với vòng 1 của chương trình Bức Tường Bí Ẩn và bạn Vinh
heo mọi đang ở đây để mà trả lời câu hỏi cùng với chúng ta. Vinh cho rằng Bình Minh là người có đáp án đúng. Vậy thì mời Bình Minh trả lời cho chúng tôi biết là Bình Minh có biết có bao nhiêu con vật được nhắc đến trong bài hát Hành Trình Trên Đất Phù Sa của Thanh Sơn hay không? Ai chà, câu hỏi này khó quá ta. Âm nhạc không phải sở trường của tôi. Con vật nào ta? Căng à nha. Khó à nha. Từ 1 đến 10 thì số mấy ta? Tôi nghĩ chắc khoảng 4 con. Xin mời anh Lý Hùng. Chim tung bay hót vang trong bình minh. Đó là một con vật là con chim. Thương em tôi áo đơn sơ bà ba, trên lưng trâu nước da nâu đậm đà. Đó, thấy không? Đó là con vật thứ hai là con trâu. Đó là hai con vật đã bán chính xác là con chim và con trâu. Chúc mừng anh Lý Hùng. Còn Vinh thì Vinh đã có sự lựa chọn chưa chính xác. Như vậy là chúng ta sẽ bị như thế nào đây? Hãy nhìn lại bảng điểm của mình. Không có 3 triệu đồng. Yeah. Không chỉ cái chuyện trả lời sai là mất điểm thưởng đâu, mà trả lời sai còn bị phạt nữa kìa. Phạt gì anh? Không biết phạt gì hết hả? Dạ biết. Biết phạt sao? Mắc cỡ. Mắc cỡ thì mời bạn lên chiếc ghế mắc cỡ. Cái sở thú của chúng ta là coi như là hai cái cô khỉ và cái cô gấu này là thành công hơn cái anh chàng heo mọi kia. Nhưng mà không sao cả, điểm số dành cho các bạn ở vòng 1 là 6 triệu đồng cũng có thể xem như là một sự khởi đầu khá là may mắn. Chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ hai của chương trình Bức Tường Bí Ẩn. Thi thứ hai của chương trình Bức Tường Bí Ẩn. Và chúng ta cùng xem các thành viên của đội The Zoo sẽ chinh phục vòng 2 này như thế nào. Xin mời. Ai đây, ai đây? Khỉ mắc lồi nè, ha, gấu nè, ha, heo mọi nè. Xin mời bạn gấu, bạn Trinh. Nào, mời heo mọi. Ôi xin lỗi, gấu. Cô gấu xinh xắn dễ thương. Vòng 2 này thì chúng ta, cái luật chơi nó khác hơn một chút nha. Dạ. Vòng 2 chúng ta sẽ có 3 chủ đề để cho các bạn lựa chọn. Bạn cảm thấy ưng ý nhất với chủ đề nào thì bạn cứ chọn và chúng ta sẽ phải trả lời câu hỏi đó. Khi nào bạn đưa ra được đáp án chính xác thì chúng ta mới đi tiếp đến với cái phần sau là tìm xem người nghệ sĩ nào trả lời đúng. Còn nếu như mà bạn thua, không trả lời được câu hỏi đó, xem như chúng ta phải lên chiếc ghế mắc cỡ ngồi để cho khán giả lêu lêu. Và vòng 2 này điểm thưởng cũng sẽ cao hơn. Một thành viên mà trả lời đúng thì các bạn sẽ mang về cho đội của mình giải thưởng là 4 triệu đồng. Xin mời cho tôi xem 3 chủ đề dành cho đội The Zoo. Chúng ta có chủ đề câu nói, chủ đề màu sắc và chủ đề phở. Em xin lựa chọn chủ đề là màu sắc. Màu sắc. Câu hỏi của chủ đề màu sắc là 5 màu sắc trắng, đỏ, vàng, xanh, đen trong trang phục handbook của người Hàn Quốc tương ứng với điều gì? 5 cái điều này nó cũng rất là quen thuộc với những người Á Đông của chúng ta. Em xin trả lời đó chính là tương ứng với 5 ngọn núi đi. Hả? Ngũ hành là... Tức là bây giờ bạn chốt rồi đi, 5 ngọn núi hay là ngũ hành? Ngũ hành. Ngũ hành. Để xem câu trả lời của bạn có trùng khớp với đáp án của chương trình hay không nha. Xin mời đáp án. Ngũ hành chính xác, chúc mừng bạn. Rất là khó khăn, rất là vất vả, suy luận, tính toán, phán đoán đủ thứ hết. Và cuối cùng bạn cũng đã có được câu trả lời chính xác. Và xin mời những nghệ sĩ tham gia trả lời câu hỏi này. Gồm những ai đây nào? Có 3 nghệ sĩ. Đó là diễn viên đạo diễn Khoa Nam, ca sĩ Mia, diễn viên Quốc Cường. Trong 3 người này thì có 2 người trả lời đúng và 1 người trả lời sai. Giúp tôi tìm ra 1 người trả lời đúng. Em xin chọn anh Khoa Nam. Mời Khoa Nam. Là vậy nè, thật ra là vậy. Cái người Hàn Quốc á, khi mà nhìn người ta nhìn lên trời. Nhìn lên trời, cái hình ảnh mà khi mà nhìn lên trời, cái gì đẹp nhất, đúng không? Cái gì đẹp nhất là quý vị cũng biết rồi. Chính vì vậy, trắng, đỏ, vàng, xanh, đen là do chắc là cái người mà để thiết kế ra cái bộ áo đó, chắc là người ta dễ thiếu á. Chứ là thật ra nó tới còn hai màu nữa. Chính vì vậy là Khoa Nam khẳng định đó là cái trang phục mà có 5 màu sắc trắng, đỏ, vàng, xanh, đen trên handbook của người Hàn Quốc đó là tượng trưng cho bảy sắc cầu vồng. Thấy không, tôi nói mà
Ảnh là diễn viên hài mà thành ra nhiều khi ảnh có thể là ảnh biết đó, nhưng mà là không đâu. Thế còn hai người còn lại, Mia và anh Quốc Cường thì sao? Hàn Quốc là một cái đất nước mà Mia rất là mơ ước. Nói chung là có một lần Mia đã đi lưu diễn ở Hàn Quốc rồi. Và tất nhiên là không thể nào Mia không tìm hiểu bộ Hanbok được. Mia nghĩ năm màu này đó là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cho nên là Mia chốt kết quả đó là ngũ hành. Mia đã có câu trả lời chính xác, nhưng mà tiếc là Trinh đã không chọn chính xác. Bạn không có cơ hội mang về cho đội mình 4 triệu đồng. Đây, mời cô gấu lên đây, lên đây, lên đây. Cảm giác của gấu như thế nào, gấu nhỉ? Dạ, cảm giác rất là tiếc. Phải chi mà chọn Mia là được rồi đúng không? Dạ. Mà thôi không sao cả, mình ngồi đây một chút thôi. Qua vòng sau mình sẽ cố gắng, mình gỡ lại điểm số của mình nha. Dạ. Thưa quý vị, như vậy là thành viên đầu tiên của đội The Zoo chưa thành công. Còn hai thành viên còn lại cố gắng lên. Tiếp theo xin mời bạn Heo Mọi, bạn Vinh. Chúng ta còn hai chủ đề, chủ đề câu nói và chủ đề phở. Bạn sẽ chọn chủ đề nào? Dạ, em thì thích ăn phở nên em chọn phở. Thích ăn phở nên chọn phở. Câu hỏi dành cho phở, chủ đề phở như sau. Câu nói: theo tôi nghĩ, cái nguyên tắc cơ bản của phở là làm bằng thịt bò, gắn liền với tên tuổi nhà văn nào? Em đoán là nhà văn Nam Cao. Nhà văn Nam Cao. Xin mời đáp án của chương trình. Đó là nhà văn Nguyễn Tuân. Tôi đã có cái gợi ý cho bạn đó. Chúng ta hồi đi học phổ thông học về nhà văn Nguyễn Tuân, ông có những cái ký sự giới hạn như là Người lái đò sông Đà ha, rồi những cái đoạn văn của ông viết về những cái điều này điều kia, mà khi ông nhìn thấy trong cuộc sống, nó không phải là một truyện ngắn, nó không phải là một tiểu thuyết, nó gần như là một cái tạp văn, một cái tùy bút. Tiếc là bạn đã không nhớ ra được tên của nhà văn Nguyễn Tuân, nhà văn rất nổi tiếng. Xin mời ba nghệ sĩ tham gia trả lời câu hỏi này. Có Phi Thanh Vân, có Trung Dân và có chị Ngân Quỳnh. Nếu như bạn được chọn nha, thì bạn sẽ chọn ai là người trả lời đúng? Dạ, em sẽ chọn chú Trung Dân. Xin mời anh Trung Dân. Tôi đã từng đi ra nước ngoài, và khi tôi đặt chân tới thủ đô ánh sáng, đó là Paris, và tôi nhìn thấy phở. Thì giờ tôi hỏi các bạn nè, cái món phở đó được một nhà văn nổi tiếng nào đưa vào trong cái cú pháp viết lách của mình? Tôi nói là các bạn sẽ giật mình. Đó là nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Đó là nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Thế còn hai cô gái còn lại, hai người phụ nữ còn lại, Phi Thanh Vân và Ngân Quỳnh thì sao? Các bạn có biết không, là Vân là một tín đồ của phở. Vân là con gái Hà Nội mà Vân mê phở Hà Nội lắm. Và Vân cực kỳ thích phở bò. Đáp án cuối cùng của Vân là nhà văn Nguyễn Tuân. Đó là câu trả lời của Phi Thanh Vân, cô gái Hà Nội. Thành ra cô ấy cũng thích phở và am hiểu những cái điều liên quan tới cái món phở. Bạn đã không mang về cho đội nhà mình được 4 triệu đồng. Rồi Heo Mọi ơi, ra đây đoàn tụ với gấu nha. Áp lực đang đè nặng lên vai của cô đội trưởng khỉ mắt lồi xinh đẹp của chúng ta. Và hãy cổ vũ cho bạn đội trưởng, bạn Châu Khỉ Mắt Lồi. Cố lên, cố lên, cố lên. Vòng này mình đã có hai người thua cuộc rồi, còn có một mình bạn thôi. Liệu rằng bạn có mang về cho đội nhà mình được 4 triệu đồng hay không? Xin mời chủ đề về câu nói. Câu hỏi là, người Nhật có câu nói bất hủ: nếu làm hoa, xin làm hoa anh đào. Nếu là người, xin thành. Nhật thì hoa anh đào là nổi tiếng rồi, còn người thì có Gisa nè, Samurai nè, cũng nổi tiếng. Nhưng mà Gisa vô đây thì nó hơi kỳ đúng không ạ? Không lẽ nếu là người sinh thành Sumo? À, Sumo nữa. Không có câu trả lời. Thôi giờ đoán đại đi. Sinh thành Samurai. Phải không ta? Chắc em về với mấy bạn luôn rồi quá anh. Chúng ta xem đáp án của chương trình, đó là Võ Sĩ Đạo. Chính xác, chúc mừng bạn. Samurai là Võ Sĩ Đạo. Samurai là một cái từ của người ta, từ Nhật là Samurai. Nhưng mà khi chúng ta qua Việt Nam thì chúng ta dịch đó là người Võ Sĩ Đạo. Và bạn đã có câu trả lời chính xác.
Xin mời ba nghệ sĩ tham gia trả lời câu hỏi này. Có ca sĩ Hoàng rapper, ca sĩ Hoàng Bách, diễn viên Lý Hùng. Bạn nghĩ rằng ai sẽ là người có câu trả lời đúng? Em xin chọn anh Hoàng rapper. Chọn Hoàng chỉ rapper. Chỉ vì có cái gì đó linh cảm ở đó. À, mời Hoàng rapper. Xin làm Đào Hoàng Đào. Làm đào chắc bạn phải có cái gì nó liên quan tới vần điệu nè. Bên đây là Hoàng Đào thì bên đây phải là Tào Tháo. Không liên quan tới Nhật Bản. Nhật Bản là samurai. Đáp án cuối cùng của rapper là Võ Sĩ Đào. Chính xác. Và hai người còn lại Hoàng Bách và Lý Hùng sẽ nói gì đây? Nếu là chim tôi sẽ làm loài bồ câu trắng. Nếu là hoa tôi sẽ là một đoá anh đào đó. Đúng rồi, thực ra là mơ ước trở thành một cái gì đó mà vượt ngoài tầm của mình có thể trở thành được. Thì như Bách, nếu mà theo như suy luận của Bách thì Bách sẽ mơ ước thành sumo. Đã ước rồi ước cho nó đã, đúng không? Nên là nếu là người tôi xin được trở thành một sumo. Đó là câu trả lời không chính xác. Châu đã có sự lựa chọn đúng, ca sĩ Hoàng rapper. Và mời bạn nhìn xem bảng điểm của mình được cộng thêm 4 triệu đồng. Chúc mừng bạn. Như vậy là cuối cùng cô đội trưởng của chúng ta cũng đã thành công, mang về cho đội nhà mình thêm 4 triệu, nâng tổng giá trị điểm thưởng lên là 10 triệu đồng. Rất hấp dẫn. Và điểm thưởng này sẽ còn tăng lên nữa khi chúng ta sẽ đến với vòng 3 của chương trình Bức Tường Bí Ẩn. Đến với vòng thi thứ 3. Vòng 3, cái thử thách, cái cấp độ của chúng tôi dành cho các bạn ấy khó hơn. Bởi vì chỉ có 2 người nghệ sĩ tham gia trả lời thôi, có nghĩa xác suất 50-50. Các bạn ấy sẽ phải tìm ra người nào là người trả lời chính xác. Ngoài cái việc đó ra thì bạn ấy còn phải trả lời đúng câu hỏi của chương trình đặt ra nữa. Và nếu làm được như vậy, mỗi thành viên có thể mang về cho đội của mình được 5 triệu đồng. Và bây giờ hãy cùng đến với thành viên đầu tiên tham gia vòng 3 này của đội The Zoo. Đó là bạn Heo Mọi, bạn Vinh. Câu hỏi dành cho bạn ở vòng 3 như sau. Con trai nuôi người Việt của Angelina Jolie và Brad Pitt có tên tiếng Việt là gì? Cái sự kiện mà cái cô Angelina Jolie này qua Việt Nam nhận con nuôi là một cái sự kiện rất là lớn. Thời điểm đó báo chí đăng rất là nhiều. Và đến tận bây giờ vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh của cái đại gia đình này. Và cái cậu bé này, cậu bé con nuôi người Việt á, cũng được báo chí chăm sóc rất là kỹ lưỡng. Em đang đợi chữ Bách. Bách. Bạn cho rằng đó là chữ Bách. Mời đáp án của chương trình. Phạm Quang Sáng. Như vậy là bạn đã không có được câu trả lời đúng từ cái câu hỏi này. Chúng ta xem các nghệ sĩ họ có biết câu trả lời hay không. Anh Lý Hùng và ca sĩ Mia. Em nghĩ là Mia sẽ biết. Mời Mia. Cô Angelina Jolie và anh Brad Pitt thì nói chung là một cặp đôi mà hoàn hảo trong mắt Mia luôn nè. Chồng thì đẹp trai nè, vợ đẹp gái nè, cả hai đều rất là tài năng và có thêm những đứa con rất là dễ thương nữa. Nha chốt, kết quả là Trần Văn Thiên. Pass Thiên là cái tên sau này Angelina Jolie đặt tên cho cậu bé đó khi đã thực sự làm con nuôi của cô ấy và quay trở về Mỹ. Còn tên Việt Nam là Phạm Quang Sáng. Còn bạn rất tiếc, bạn đã không mang về cho đội nhà mình được 5 triệu đồng. Lần thứ 3 mời bạn lên chiếc ghế mắc cỡ. Lêu lêu anh chàng này thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy cổ vũ nồng nhiệt cho hai cô gái còn lại của đội The Zoo. Xin mời thành viên tiếp theo, bạn Châu. Mời Châu. Câu hỏi dành cho Châu đó là: quả bóng vàng thế giới năm 2014 được trao cho cầu thủ nào? Không biết là có làm khó cô gái này hay không. Có thích đá banh không? Dạ cực kỳ không thích. Hỏi ý hai người bạn của mình đi. Dạ em có trùm đá banh ngồi sau lưng rồi ạ.
Dạ, Messi. Messi. Đáp án của chương trình đó là Cristiano Ronaldo, không phải Messi. Đúng thiệt là không thể tin tưởng mà con heo đó được. Xin mời, chúng ta cùng xem những người nghệ sĩ nào sẽ trả lời câu hỏi này. Hoàng Bách và Bình Minh. Dạ, em biết rằng anh Hoàng Bách là một anh rất là mê đám bá, là thậm chí là hay tham gia vào hội bóng đá nghệ sĩ. Bóng đá nghệ sĩ. Vâng, em chọn anh Hoàng Bách. Hoàng Bách, bạn trả lời thử xem. Mang bóng đá tới đây thì Bách sẽ trả lời cho các bạn không thể nào sai được. Chỉ có đôi khi mình không đúng thôi. Vào năm 2014, một cái năm rất là tranh cãi của bóng đá thế giới về quả bóng vàng. Bởi vì cái nhân vật mà đoạt quả bóng vàng là một nhân vật mà theo như nhiều người là không có xứng đáng. Đáp án của Bách chắc chắn phải là Ronaldinho. Ronaldinho sai rồi, bạn Bách à. Thành ra đôi khi không phải là ai chơi bóng đá cũng hiểu rành về bóng đá thế giới đâu, bởi vì cũng có quá nhiều giải thưởng, quá nhiều cầu thủ nổi tiếng. Vì vậy Bách là người trả lời không chính xác. Và Bình Minh thì sao, bạn nói đúng không nào? À, câu này thì dễ dàng đưa ra cho các bạn một đáp án. Nếu như bạn nào yêu thể thao, thậm chí không yêu nhiều quan tâm thể thao thôi, chẳng hạn bạn biết. Các bạn đã biết CR7 rồi gì? Đó chính là Ronaldo. Chính xác, đó là câu trả lời của Bình Minh. Nhưng mà bạn thì không được chính xác một chút nào hết. Và bạn đã mất đi điểm thưởng của mình là 5 triệu đồng. Mời đội trưởng đến đây. Lần đầu tiên đội trưởng phải ngồi lên trên chiếc ghế mắc cỡ. Hãy cảm nhận cái cảm giác mà bị khán giả lêu lêu nó như thế nào nha. Thưa quý vị, còn một thành viên cuối nữa của đội The Zoo, hãy cổ vũ cho cô ấy. Xin mời thành viên cuối cùng, bạn Trinh. Không biết câu hỏi dành cho bạn thì thuộc đề tài lĩnh vực nào đây. Xin mời. Hồ Con Rùa ở thành phố Hồ Chí Minh thuộc quản lý của quận mấy? Câu trả lời của em là Hồ Con Rùa là thuộc quản lý của quận 1. Mời đáp án chương trình. Trời ơi, tôi thấy bạn rất là đắn đo cân nhắc giữa quận 1 và quận 3. Và tôi cũng cố ý tôi nhắc lại quận mấy, chốt lại câu trả lời chưa. Và bạn cũng quyết định là quận 1. Và đây là câu trả lời chưa chính xác. Mời hai nghệ sĩ. Có nghệ sĩ Trung Dân và nghệ sĩ Hạnh Thúy. Theo bạn thì ai là người trả lời đúng đây, nếu như mình được quyền lựa chọn? Nếu được quyền lựa chọn thì em sẽ chọn chị Hạnh Thúy ạ. Mời chị Hạnh Thúy. Hồ Con Rùa là nơi tập trung rất là nhiều quán cà phê đẹp, rất là nhiều nam thanh nữ tú đến để uống cà phê. Do đó Thúy cũng như rất là đông các bạn trẻ, những người thích cái cảnh đẹp của Sài Gòn chọn quận 1 là đáp án cuối cùng. Xin mời anh Trung Dân. Một cái nơi mà nhiều người tới chụp hình, một cái nơi mà nhiều bà bán khô mực bu đó bán để kiếm sống qua ngày, một cái nơi mà thuộc quản lý của quận 3. Thúy cũng giống như bạn, có câu trả lời sai. Còn bạn thì bạn đã bị mất đi số tiền thưởng dành cho mình là 5 triệu đồng. Nào mời. Trời ơi, trời ơi, hạnh phúc nha, đoàn kết nha, nắm tay vô đi, nắm tay vô đây đó. Ôi vui ghê luôn. Ôi khỉ mắc lồi nè ha, gấu nè ha, rồi heo mọi nè, ba bạn về chung một chuồng rồi đó, đoàn tụ với nhau rồi, hạnh phúc với nhau rồi. Khán giả hãy làm cái chuyện của mình xem nào. 2 3 Rất là tiếc là ở vòng thi thứ 3 này điểm thưởng thì rất là cao. Nếu như ba thành viên mà thắng hết á là có thêm 15 triệu đồng nữa, nhưng mà các bạn ấy đã không thành công. Không sao cả, chúng ta vẫn còn một cơ hội dành cho đội The Zoo. Hy vọng rằng ba con thú dễ thương này sẽ có thể quay ngược lại thế cờ, quay ngược lại với cái vòng 1 khi mà các bạn ấy đã chiến thắng rất là oanh liệt. Chúng ta sẽ đến với vòng chung kết của chương trình Bức Tường Bí Ẩn. Của chương trình Bức Tường Bí Ẩn, đây là vòng quyết định. Và không biết rằng đội The Zoo lần này có vượt qua được thử thách mà chương trình đưa ra hay không. Chúng ta sẽ có cả 12 nghệ sĩ cùng tham gia trả lời câu hỏi. Câu hỏi chúng tôi sẽ cho các bạn ở đây biết đáp án luôn, và những người nghệ sĩ thì sẽ phải tự thân vận động suy nghĩ để mà trả lời câu hỏi đó. Có 6 người trả lời đúng và 6 người trả lời sai.
Mỗi một người chơi sẽ phải lựa chọn ra một cặp nghệ sĩ, trong đó gồm có một người trả lời đúng và một người trả lời sai. Nếu như các bạn vượt qua được điều đó, đoán chính xác được những người nghệ sĩ đoán đúng và đoán sai, thì các bạn sẽ có cơ hội trước tiên là bảo toàn số điểm thưởng của mình, thứ hai là được nhân đôi số điểm thưởng của mình, và tiếp theo là nhân ba số điểm thưởng của mình, và ngược lại. Nếu như các bạn trả lời sai thì các bạn sẽ mất đi quyền nhân ba, rồi quyền nhân đôi, và cuối cùng là quyền bảo toàn số điểm. Nhưng mà những người chơi hãy yên tâm, nếu như đội nào mà phải ra về tay trắng thì chúng tôi sẽ có thêm một cái phần gọi là khuyến khích dành cho các bạn. Chúng ta sẽ có 12 con số, đằng sau 12 con số đó sẽ là những giá trị điểm thưởng hoặc là những sản phẩm, những quà tặng mà chúng tôi dành cho đội chơi. Chúng ta cũng sẽ phải chọn một cái ô ngẫu nhiên nào đó, một con số bất kỳ, và khi con số đó mở ra, quà tặng bên trong là gì thì xem như đó là phần quà mà chương trình dành tặng cho những người chơi. Nhưng mà trong trường hợp là các bạn không có điểm nào mang về, mà dĩ nhiên điều đó thì chúng tôi không hề mong muốn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thành viên đầu tiên, đến với vòng chung kết. Mời đội trưởng bạn Châu Khỉ Mắc Lồi. Nào bây giờ đến đây đội trưởng, đây là vòng thi quan trọng nhất, vì thế tôi muốn mời bạn là người thi đầu tiên. Dạ. Nha. Chúng ta sẽ có một câu hỏi. Câu hỏi của chương trình dành cho bạn đó là: câu thần chú để mở cửa hàng kho báu trong truyện cổ tích Alibaba và 40 tên cướp là gì? Bạn còn nhớ không? Dạ, vườn ơi mở ra. Vườn ơi mở ra, và đáp án ơi hãy mở ra. Chính xác. Đây là một cái câu chuyện rất là quen thuộc với mọi người rồi. Các nghệ sĩ thì có lẽ là cũng đã từng biết qua, từng đọc qua hoặc là nghe qua, thậm chí là từng diễn qua câu chuyện này nữa. Dạ. Chúng ta xem thử trong 12 người nghệ sĩ này thì là ai trả lời đúng, ai trả lời sai nha. Xin mời. Bạn hãy chọn giúp cho tôi một người trả lời đúng và một người trả lời sai. Em chọn người trả lời đúng là anh Bình Minh. Bình Minh. Em chọn người trả lời sai là chú Khoa Nam ạ. Khoa Nam. Khoa Nam. Mời Bình Minh. Câu hỏi này thì khi em đọc ra chắc hẳn là các bạn đã có câu trả lời. Lúc nào muốn mở cửa ra thì phải làm sao? Phải gõ vào trong đó là gì? Vừng ơi mở ra. Chính xác. Cái này mới hồi hộp. Mời Khoa Nam. Alibaba, theo làm biết, theo làm biết. Quá rành luôn à. Trong cái truyện tranh đó là trước khi vô mở cái cửa động, cái cửa hàng, đúng rồi, cái cửa hàng, coi trong tuyến cuốn truyện tranh nó thấy nó vẽ cửa hàng gì à, đó thấy không, cái hình này, cái bờ này đó. Mà mỗi lần mà Alibaba xuất hiện tới đó kêu lên bốn chữ thôi là nó mở ra liền. Quần ơi mở ra là mở ra liền. Khoa Nam là người trả lời đúng. Như vậy là bạn đã có sự lựa chọn chưa chính xác rồi. Bạn đã mất đi cái quyền nhân 3 điểm thưởng của mình. Mời Châu. Rồi tiếc quá. Có vẻ là các nghệ sĩ của chúng ta luôn luôn tạo cho người chơi những điều hết sức bất ngờ. Vì vậy tôi muốn nhắc hai người chơi còn lại sẽ phải cân nhắc cẩn thận. Chúng ta phải phân tích một tí để chúng ta có thể có một cái sự lựa chọn chính xác cho mình nha. Thành viên tiếp theo, xin mời bạn Gấu, bạn Trinh. Rồi, cũng với câu hỏi đó, với câu trả lời này, bây giờ Trinh hãy giúp tôi chọn ra một người đúng và một người sai đi. Và hãy nhớ là chúng ta đã có hai người đúng rồi đó nha, là Khoa Nam và Bình Minh á. Chúng ta phải loại trừ ra. Em sẽ chọn chị Mia là người trả lời đúng. Và người trả lời sai là Phùng Ngọc Huy à. Nãy giờ chưa ai chọn Phùng Ngọc Huy nên chọn Phùng Ngọc Huy. Tại sao chọn Phùng Ngọc Huy là trả lời sai, khi tôi nghĩ rằng Phùng Ngọc Huy là một bạn trẻ như vậy thì sẽ phải nhớ nhiều hơn các anh chị nghệ sĩ lớn khác chứ? Trong khi đó thì em đã chọn Mia là đúng rồi, cho nên là còn lại sai, nên là em sẽ chọn Phùng Ngọc Huy ạ. Tôi đâu có ép bạn phải chọn Phùng Ngọc Huy đâu. Nhưng mà đây là sự lựa chọn của bạn. Dạ. Chúng ta cùng nghe Mia trả lời nha. Câu thần chú mà để lấy được kho báu thì từ trước đến giờ Mia hay nghe, đó là câu câu vừng ơi mở ra đi. Ô mà không có chữ đi, hình như là vừng ơi mở ra thôi, hình như là vậy á. Mia chốt đó là câu vừng ơi mở ra. Hồi hộp quá, nghe Mia thêm cái chữ đi rồi thấy muốn đi luôn rồi đó. Rụng tiếp rồi. Phùng Ngọc Huy, bạn có biết câu trả lời này không? Nói về phim Alibaba và 40 tên cướp thì Huy cũng đã xem bộ phim này rồi.
Huy nhớ từng chi tiết luôn. Khi mà họ mà cầm vàng, đi họ mang vàng để mà họ đến một cái nơi, một cái khu rừng gì đó, khi mà mới mở cửa ra, Huy nhớ đó, Huy đám đứt còn nhỏ xíu mà, nên đáp án của cùng Huy là Vân ơi mở ra. Thấy không, tôi nói rồi, Vân Ngọc Huy là một người trẻ, thành ra bạn ấy sẽ nhớ nhiều những câu chuyện cổ tích, và bạn đã mất đi cái quyền nhân đôi số điểm thưởng của mình. Mời Trinh. Ây à, như vậy là hai thành viên của đội Dù đều đã thất bại ở vòng chung kết này, còn một người duy nhất mà thôi, và chúng ta cũng chỉ còn một cái quyền là quyền bảo toàn số điểm. Xin mời thành viên cuối cùng, bạn Vinh. Như vậy là bây giờ chúng ta đã có được bốn nghệ sĩ đều là những người trả lời đúng hết, có nghĩa là cái xác suất ở những người còn lại bây giờ đang rất là chênh lệch nhau. Chỉ còn có hai người trả lời đúng và tới sáu người trả lời sai. Bây giờ cái việc mà bạn tìm được cái người trả lời đúng mới là khó nè. Dạ thì trả lời đúng thì em thấy anh Hoàng Rapper. Anh Hoàng Rapper là ảnh trẻ, với lại ảnh em nghĩ là ảnh sẽ biết. Và người trả lời sai là em nghĩ là Phi Thanh Vân. Hoàng Rapper, mời bạn. Câu này thì ai chả biết. Quá dễ mà, quá đơn giản luôn. Con nít nhỏ nhỏ này còn biết mà, nói chuyện người lớn vậy. Vân ơi mở ra chính là đáp án cuối cùng của Hoàng Rapper. À, Vân ơi mở ra. Vân ơi mở ra. Yeah, Vân ơi mở ra. Và Hoàng Rapper đã mở ra cho bạn một cái cơ hội có thể bảo toàn được số điểm của mình. Nhưng mà còn Phi Thanh Vân thì sao? Mời Phi Thanh Vân. Ôi trời ơi, tưởng là cái gì, Alibaba 40 tên cướp hả? Vân biết từ hồi dân 10 tuổi nè. Nhưng mà từ 10 tuổi cho tới tận bây giờ là gần 40 tuổi chưa có coi lại. Vân nhớ hình như là cái câu đáp án cũng rất là đơn giản thôi mà hình ai cũng biết cả. Câu đáp án của chúng ta là rừng ơi mở ra. Rừng ơi mở ra. Xin cảm ơn Vy Thanh Vân về cái sự quên của cô ấy. 10 tuổi cô ấy nhớ, giờ gần 40 tuổi cô ấy quên mất rồi. Mà nhờ cái sự quên này, bạn Vinh đã giúp cho đội của mình bảo toàn được số điểm là 10 triệu đồng. Xin chúc mừng các bạn. Nào mời các bạn lên đây. Mời mời các bạn, mời các bạn. Ôi, phải nói ngày hôm nay là bản thân Đại Nghĩa cũng đã có một cái cuộc chơi cùng với những người bạn trẻ này rất là thú vị. Bởi vì cái cảm xúc cứ trồi sụt lên xuống liên tục luôn. Vừa mới cảm thấy hào hứng vô cùng phấn khích ở vòng 1, sau đó vòng 2 tụt xuống, vòng 3 lên được chút lại tụt xuống, vòng 4 cứ tưởng là mình đã phải ra về tay trắng rồi. Nhưng mà không ngờ cuối cùng cái anh chàng mà 3 lần ngồi ghế nóng kia đó, ở cái vòng cuối cùng này anh ấy là trở thành người hùng. Đấy, giúp đội chúng ta bảo toàn được số điểm thưởng là 10 triệu đồng. Xin chúc mừng các bạn của đội The Zoo. Quý vị khán giả thân mến, chương trình Bức Tường Bí Ẩn ngày hôm nay đến đây xin được phép kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình tuần sau. Đừng quên giờ phát sóng nha, 21 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh truyền Vĩnh Long 1. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ngày này qua ngày khác chỉ với ba chữ.